cha từng nói với mình rằng tình bạn chân thành là điều khó tìm thấy nhất, nhưng cũng là điều đáng quý nhất của mỗi người. Và mình tin là mình đã tìm thấy bạn, điều đặc biệt và quý giá nhất của mình. Cha từng nói rằng đừng bao giờ đánh mất hy vọng và những điều tốt đẹp sẽ trở về bên mình. Mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc vì mình tin rằng bạn cũng sẽ không bỏ cuộc vì mình.